Các bác đang hỏi đồng hồ, đây em lên cho bác một con Citizen nhé bác nhé. Các bác không cần full book đâu, bác chơi hàng layout này cho em đi, nó hợp túi tiền, chứ những hàng kia bây giờ các bác mua toàn 6 đến 8 triệu, chục triệu. Con này, con Citizen này là cơ automatic, cơ automatic bác nhé. Citizen cơ automatic, bác cứ chơi hàng layout này cho em. Báo cáo bác thế, em khẳng định luôn đấy, em đeo lên tay chả ai mà. Những con này bây giờ bác mua, con này layout này bây giờ nó chỉ có hơn 1 triệu này. 1.900.000 con layout này. Đây máy vàng luôn bác nhé. Máy vàng Citizen. Máy vàng hàng layout, ok chưa. Cơ automatic luôn. Con này hợp với cổ tay. Cổ tay bác chú ý là cái đeo cái cổ tay này này. Con này phải đeo cổ tay từ 18 hoặc từ 19, 18-19, 18-19 đến 23-24 nhé, là hợp. 19 đến 24 là hợp. Đấy, cái size cổ tay này. Đấy. Con size cổ tay này nó phải tầm hơn 40, nó phải tầm 43 để em chút em lấy cái thước. Nhưng mà em nói với các bác là bác cứ đeo cổ tay nhé, cái đường kính tay này bác đo phải cổ, cái vòng cổ tay này nó phải tầm 19 nhé. 18-19, 18-19 đến 24 thì đeo con này đẹp. Trung bình là từ 19 trở lên đeo phải đẹp hơn. 19 đến 23-24 thì đeo con này sẽ đẹp. Cổ tay ấy, cứ bước đo được đường kính cổ tay. Em phải nói luôn như vậy để cho bác khi nào bác muốn mua ấy, thì bác sẽ tự cầm cái thước bác đo cổ tay của mình là bác biết. Chứ hàng layout nó đẹp, nó nét luôn bác ạ, mà giá thành nó rất là rẻ. Phải nói là nó rẻ, hợp túi tiền. Bao nước nôi tẹt ga cho bác đi. Bao nước nôi thoải mái, bảo hành cho bác. Bao nước nôi bảo hành cho bác, nên các bác yên tâm. Ok chưa? Đây, để em nhấc cái túi ni lông, em nhấc cái lượt ni lông bọc của em nó ra nhé. Thôi nhé, kệ em phá cho bác đi. Phá cho bác xem này. Tại sao em lại nói câu đấy? Bởi vì bác nhìn này. Riêng những cái hàng mà nó lởm khởm ấy, nó hàng nhái mà nó làm không chuẩn ấy, thì bác nhìn cái đường này, bác nhìn nhé. Tất cả những chú ý của em nhé. Các bác mua đồng hồ, bác chỉ cần cầm cái đồng hồ thôi. Bác cầm đồng hồ, bác sờ tay vào cái thân cái dây của đồng hồ này. Tất cả những cái loại rẻ tiền, nói luôn là rẻ tiền cho nhanh. Tất cả những loại làm mà muốn là cho các bác nhìn này, xa này, loè loẹt, hình thức rất là đẹp, mẫu mã nhưng mà rẻ tiền. Thì bác chỉ cần nhá, bác không cần nhìn. Ví dụ như em Tuấn, em không, ví dụ không cần nhìn, bác chỉ cần sờ này, bác sờ với viền đồng hồ cho em. Và bác lắc này bác sờ, nó chắc hay không là một. Hai là cái viền này này. Tất cả những đồng hồ rẻ tiền là những cái viền này nó không được làm bo tròn bác nhá. Nó không được nó không được vo, nó không được, nó không đâu nhìn này. Nó làm chi tiết luôn, nó bo chi tiết. Tất cả những đồng hồ, kể cả layout này hay đồng hồ xịn thì không, xịn hay cao cấp các thứ nó đều bo. Khi sờ vào cái đồng hồ nó không còn bao vía đấy. Nó cảm thấy nó cầm nó rất là chắc chắn và nó sang trọng. Đấy là nha, cái này nó như vậy đấy. Nó rất là sang trọng, đẳng cấp luôn. Đấy. Hai là cái độ bền của nó, bền màu, nước mạ của nó thế thôi. Nó không bị bắt càng gần này, nó càng gần nó càng long lanh cho bác luôn. Chứ nó không phải như cái như là bác đưa vào nước mạ là nó bị ố, ok. Nên báo cáo bác là bác cứ chi cho em 1.900.000 con này thôi, chứ không phải mua 9-10 triệu hay mười mấy triệu những con như này cả nhá. Bác chơi layout này cho em. Em Tuấn nói luôn cho bác, chơi layout cho em nhá. Thì cả bác mua tặng bố tặng mẹ tặng ai được, đỡ phí tiền. 1.900.000 thôi. Còn những bác nào rất nhiều tiền thì bác ạ, tôi muốn mua một con này nó phải vài triệu nhá. Còn con này bác ạ, cơ automatic bác dùng cho em, layout new đẹp chưa, đẹp xuất sắc, mới tinh, chưa một vết xước, ok chưa? Chơi cho con này học túi tiền, xứng đáng đồng tiền luôn. Về bác nào mà nó rộng quá thì bác ấy, nhớ nhá, nó có cái chiều mũi tên để đục này, nó có chiều mũi tên này để đục này. Đấy, mình chỉ cần đục luôn, lấy cái đầu kim đẩy cái nó tụt ra bên kia luôn. Đấy là bác rút thế thôi. Hoặc là bác nào mà không muốn tháo thì bảo em Tuấn tháo cho. Đo đường kính cổ tay này cho em. Đo đường kính cổ tay trước em Tuấn tháo cho. Cơ automatic bác nhé. Con này là chỉ có khi mình đeo vào đây này, là máy nó tự lắc, nó tự lên cót. Lên cót ván nguyệt này, nó tự lên cót. Đấy, con nhìn những con như này. Đấy, mua tặng bố mẹ anh em những con này, hoặc con mình, hoặc chồng mình, những con này cho nó phê bác nhé. Như thế này rồi còn muốn như thế nào nữa? Còn muốn như thế nào nữa? 1.900.000 bạn. 1.900.000 con Citizen. Chú ý của em là em hôm nay em quên, em chưa cầm cái thước pan me em kẹp em đo cổ, nhưng em báo các bác là
con này vừa với cổ tay là từ 19, những cái đường kính này này, 19 đến 24 là đeo con này đẹp, nói thế cho nó nhanh. Hoặc là 18 8 rưỡi, 18 rưỡi đến 19 đeo con này đẹp luôn nhá, tất cả bác nhìn. Còn với những con đồng hồ các bác mua, bác nào mua đồng hồ rồi xem tôi giới thiệu cho nên nói thế đúng không, em nói đúng luôn đấy. Bác chỉ cần cầm vào tay vào đấy, bác sờ cái viền này, nó sắc cạnh, nó không được bo, nó không được khuôn, nó không được nét nhé. Còn con này thì báo cáo bác, nó đầy đủ hết các tiêu chí đấy cho bác luôn rồi. Đờ mi nhìn nó lại không vàng hết, nó gọi đờ mi nhìn nó rất là sang trọng, bác nhìn này, nó rất là sang trọng. Đặc biệt là điểm là mã bên trong có màu vàng, xong kim lại vàng trắng đấy, nó nhìn không, nó điểm những cái nó quá hay luôn đấy bác nhìn này, dây này hê luôn đấy. Còn đây bác nhìn này, em che cho bác nhé. Dạ quang con này thì rất là sáng rồi, dạ quang không phải nói rồi, dạ quang con này thì phê luôn này. Khổ quá, bên ngoài nhà nó sáng hơn bên trong. Con này dạ quang, nói chung là bây giờ thì nhà mình thì thôi, nó không như ngày xưa nằm ngủ thì phòng ngủ nó có đèn ngủ rồi. Ok cho bác, có xứng đáng với 1.900.000 không? Quá xứng đáng với 1.900.000 đúng không ạ? Dây em để nguyên đấy nhá, bác nào cần em cắt thì em sẽ cắt cho. Đây, dây đây. Bác nào cần em tốn cắt, em tốn sẽ cắt cho nhá. Dùng những con này cho nó giá trị bác. Đấy, phải chơi thế này. Chứ còn nhiều bác có tiền thì chơi này ok, nhưng không có tiền cứ cố con kia phí tiền lắm. Con này bác có đeo 5 đến 10 năm đeo chán bỏ. Ok chưa? Đấy. Em Tuấn báo cáo bác vậy, được chưa? Đây cái dây này em muốn cuốn nó vào để cho các bác về, các bác đỡ, bởi vì có bác là ôi sao để thế, tôi về lấy để tôi về tôi bóc lại. Nhìn này, đây này. Họ cẩn thận lắm, họ rất là cẩn thận. Được chưa? Dùng con này bác nhé. Thôi để tí em cuốn sau. Mua cho tặng những con này. Này có gì này, lịch giờ và lịch ngày nhé. Rồi ngày nằm ở điểm 3 giờ và điểm 9 giờ đây. Điểm 3 giờ và điểm 9 giờ. Con này còn kết thì kết cái gì đấy bác. Ngày trước em cũng bán đồng hồ bãi nhiều, nhưng đồng hồ bãi nhiều cơ ấy, đồng hồ bãi điện tử thì cũng hợp lý, nhưng đồng hồ bãi nhiều mà cơ như này này, hầu như là về phải chỉnh sai số mới lại bảo dưỡng, mất việc lắm bác ạ. Nó quá mất việc luôn. Cũng rất là nhiều bác rồi, có nghĩa là nên là thôi, giờ em cứ layout nhá. Mới mà chơi 1.900.000 các bác nhá. Chào bác.